AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Cô Hoàng Anh thân mến, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong những buổi học tiếp theo của khóa học tốt ngữ văn lớp 6. Như vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong gần hết học kỳ 2 này rồi. Trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ đưa đến với các bạn một nội dung rất là quan trọng của phần ngữ pháp. Đó chính là cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể ôn tập lại được một số những kiến thức liên quan đến các thành phần chính của câu. Các bạn chú ý một chút, đó chính là việc mà tìm hiểu về các thành phần của câu bao gồm cả thành phần chính và thành phần phụ thì các bạn đã được học ở chương trình tiểu học rồi. Tuy nhiên, trong ngày học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể củng cố lại những kiến thức đó, nhớ lại những kiến thức đó, và đồng thời thì chúng ta sẽ có những bài tập đi kèm để chúng ta có thể ghi nhớ những kiến thức này thật sâu sắc hơn nữa nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học với nội dung đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ cùng phân biệt xem ở trong câu có các thành phần chính và thành phần phụ. Thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được các thành phần chính với các thành phần phụ ở trong câu? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài tập 1 sách giáo khoa, trang 92 nhé. Ở trong bài tập này thì yêu cầu với các bạn đó chính là nhắc lại tên các thành phần câu mà em đã được học ở bậc tiểu học. Vậy thì các bạn đã thấy được rằng là trong quá trình mà học tiểu học thì chúng ta đã được học về 3 thành phần của câu. Đó chính là thứ nhất, chúng ta được học về chủ ngữ, thứ hai là vị ngữ, và thứ ba, các bạn sẽ thấy này, có một cái thành phần ấy mà đưa đến cho các bạn những cái nội dung liên quan đến thời gian này, đến địa điểm này, đến cách thức hay là đến phương tiện gì đó chẳng hạn, thì đó sẽ là một cái thành phần được gọi là trạng ngữ, đúng không? Đồng thời các bạn hãy cùng chú ý này, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chú ý, chúng ta sẽ phân tích đến cái ví dụ của bài tập số 2 để chúng ta có thể phân biệt được thành phần chính và thành phần phụ, đồng thời thì có thể xác định được ba cái thành phần đó mà chúng ta đã được học ở trong ví dụ của chúng ta nhé. Ở trong đầu học kỳ 1 thì chúng ta đã được học về văn bản, bài học đường đời đầu tiên rồi, và có rất là nhiều những cái ví dụ, những cái ngữ liệu thì đã được trích dẫn ra từ văn bản này. Chúng ta sẽ có này một cái ví dụ được trích dẫn ở trong phần ngữ liệu này, đó chính là một câu văn ở trong văn bản này, văn bản được bài học đường đời đầu tiên, nói về vẻ đẹp của dế mèn, đúng không? Chúng ta thấy được rằng là dế mèn thì tự giới thiệu về mình, đó chính là: bởi tôi ăn uống có điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi trông lớn lắm, và chẳng bao lâu thì tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đề bài yêu cầu chúng ta đó chính là chúng ta hãy nhắc lại các thành phần chính của câu và xác định các thành phần chính ở trong câu này. Vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng thôi để có thể là xác định được các thành phần chính của câu, đúng không? Phần đầu tiên chúng ta sẽ có này, chẳng bao lâu ở đây thì sẽ là thành phần trạng ngữ, các bạn cũng đã biết rồi. Ở thành phần trạng ngữ này thì chúng ta có được một cái thông tin về thời gian, đúng không? Tiếp theo thì thành phần chủ ngữ ở đây, nhân vật tôi để nói về dế mèn này, đây là chủ ngữ. Còn toàn bộ phần còn lại thì sẽ là vị ngữ này. Yêu cầu này thì chắc là cũng không quá khó khăn đối với các bạn, đúng không? Các bạn chú ý một chút, đó chính là giữa thành phần chủ ngữ và giữa thành phần vị ngữ thì người ta thường sử dụng hai gạch chéo song song như thế này để có thể phân tách nó nhé. Vậy thì chúng ta đã thấy được rằng là ở đây thì chúng ta thấy có chủ ngữ, có vị ngữ và có trạng ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân biệt những cái thành phần này để xem đâu là thành phần chính, đâu là thành phần phụ với việc chúng ta thực hiện yêu cầu số 3 ở trong bài. Ở phần 3 này thì yêu cầu với chúng ta đó chính là hãy thử bỏ một số những cái thành phần ở trong câu này để xem rằng đâu sẽ là thành phần bắt buộc phải có trong câu và đâu là thành phần mà chúng ta có thể bỏ đi được. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bỏ lần lượt nhé. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cùng bỏ phần 1 này. Chúng ta sẽ bỏ đi cái cụm từ chẳng bao lâu. Thì chúng ta sẽ có một câu văn mới là gì nhỉ? Tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Ở đây chúng ta có một cái phần mà trả lời cho câu hỏi là ai, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ có là nhân vật tôi, nhân vật dế mèn. Hoặc là ở phía sau thì chúng tôi đã thấy này, đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Thì cái phần này trả lời cho câu hỏi như thế nào, đúng nhỉ? Ai như thế nào? Tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng rồi. Thì các bạn sẽ thấy này, đây là thành phần mà chúng ta có thể bỏ đi được nhé. Được chưa? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, chúng ta sẽ đến với phần thành phần thứ hai, thành phần chủ ngữ này, để xem rằng nó có thể bỏ đi ở trong câu không. Chúng ta sẽ có này, chẳng bao lâu đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đưa ra một câu hỏi ở trong phần này, đó chính là
Ai đã trở thành một tráng sĩ thanh niên cường tráng? Không có ai được nhắc đến ở trong cái câu mà chúng ta đã lược bỏ đi thành phần là từ tôi cả. Vì vậy nên là chúng ta sẽ xác định đây là một cái thành phần không thể bỏ đi được ở trong câu nhé. Cuối cùng thì các bạn sẽ có 10 cách, đó chính là chúng ta bỏ đi thành phần vị ngữ. Thì chúng ta sẽ có một câu mới, đó chính là chẳng bao lâu, tôi, đúng nhỉ? Câu văn này của các bạn sẽ khiến cho người nghe rất là hụt hẫng. Tôi làm sao? Tôi như thế nào? Tôi là ai? Thì những cái ý hỏi ví dụ như là ai, làm gì hoặc là như thế nào thì đã không được trả lời. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy thành phần số 3 này, thành phần vị ngữ này cũng là một thành phần mà không thể bỏ đi ở trong câu được. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ cùng đưa ra kết luận nhé. Chúng ta sẽ cùng đưa ra kết luận, đó chính là ở trong câu thì chúng ta có thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ là những cái thành phần mà bắt buộc phải có ở trong câu, không thể lược bỏ đi được. Còn thành phần trạng ngữ thì có thể lược bỏ. Chúng ta sẽ có này, chủ ngữ và vị ngữ là thành phần bắt buộc phải có trong câu. Phải có trong câu. Có một điều mà cô muốn nhắc nhở với các bạn ở phần này, với cái cụm từ bắt buộc này, các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là chúng ta đang phân tích một câu đầy đủ với các bộ phận và yêu cầu đó chính là các bộ phận của câu đó thì phải đưa đến cho chúng ta một cái nội dung, một cái ý nghĩa hoàn chỉnh. Sau này khi mà lên những lớp cao hơn thì các bạn có được học về câu rút gọn, về câu đặc biệt. Thì những cái câu này sẽ không có đầy đủ các thành phần giống như là chủ ngữ, giống như là vị ngữ này. Tuy nhiên với việc là trong bài học ngày hôm nay, với những cái kiến thức mà các bạn đã được học từ trước đến giờ, thì chúng ta sẽ phân tích một cái câu bình thường với việc đó chính là chủ ngữ và vị ngữ là hai phần thành phần chính ở trong câu và sẽ không thể lược bỏ đi được nhé. Chúng ta sẽ cùng chú ý cái từ bắt buộc này, nó sẽ mang ý nghĩa như vậy, chứ không phải là câu nào thì cũng yêu cầu phải có đầy đủ các thành phần đó. Những cái trường hợp mà chúng ta sẽ được học về câu rút gọn, câu đặc biệt hay là câu cảm thán sau này thì chúng ta sẽ cùng tính đến nội dung này sau nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là sau khi mà xác định được việc là phân biệt thành phần chính và thành phần phụ của câu thì các bạn có thể thấy được rằng là trong câu có thành phần chính, đó chính là chủ ngữ và vị ngữ. Thành phần chính thì không thể lược bỏ đi ở trong câu được, còn các thành phần phụ thì có thể lược bỏ, giống như là phần trạng ngữ này, đúng nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 La Mã nhé. Đó chính là cô sẽ hướng dẫn để các bạn tìm hiểu về hai thành phần chính ở trong câu, đó chính là vị ngữ và chủ ngữ. Và đầu tiên, phần 2 La Mã thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị ngữ này. Ở trong phần vị ngữ này thì chúng ta thấy được rằng là sách giáo khoa đưa đến cho chúng ta các câu hỏi và các ngữ liệu. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng chú ý câu hỏi 1 ở trang 92 nhé. Đó chính là đọc lại những cái câu vừa phân tích ở phần 1 và nêu lên đặc điểm của vị ngữ. À, thế thì chúng ta sẽ cùng đọc lại cái câu này để chúng ta sẽ cùng xác định xem đặc điểm của vị ngữ là gì này. Đó là vị ngữ thì có thể kết hợp với từ nào đứng ở phía trước và vị ngữ thì trả lời cho câu hỏi như thế nào. Các bạn sẽ thấy này, ở đây chúng ta sẽ có nhá, nếu như chúng ta lược bỏ đi thành phần vị ngữ ở trong câu thì chúng ta sẽ cùng đặt ra những câu hỏi, đúng không? Các bạn sẽ cùng đặt ra những câu hỏi ở trong phần này, đó chính là chẳng bao lâu, tôi, như thế nào, tôi làm gì, tôi là gì, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, ở bậc tiểu học các bạn đã được học về các kiểu câu này rồi. Các bạn có kiểu câu ai là gì này. Chúng ta có kiểu câu ai là gì. Các bạn có kiểu câu ai làm gì. Và các bạn có kiểu câu nữa, đó chính là ai như thế nào. Như thế nào. Thì rõ ràng rằng khi mà các bạn trả lời được những câu ai là gì, ai làm gì hoặc là ai như thế nào thì các bạn cũng đã xác định được đây sẽ là những cái câu trả lời mà vị thành phần vị ngữ ở trong câu thì sẽ trả lời cho các bạn được những cái câu hỏi này, đúng nhỉ? Ví dụ ở đây thì sẽ là câu kiểu câu ai thế nào thì các bạn sẽ có, đó chính là tôi đã trở thành một chàng trai thanh niên cường tráng. Tôi thế nào? Tôi đã trở thành, đúng nhỉ? Các bạn đã có một kiểu câu và khi mà thành phần vị ngữ có ở đây thì có nghĩa là câu hỏi như thế nào đã được trả lời rồi. Tiếp theo thì các bạn chú ý đến cái câu hỏi, đó chính là thành phần vị ngữ ở đây thì có thể kết hợp với từ nào đứng trước nó. Các bạn sẽ thấy này, từ đã. Như các bạn đã được học ở trong phần phó từ rồi đấy, thì các bạn có thể xác định đây là một phó từ chỉ thời gian, đúng nhỉ? Và phó từ này thì đứng trước
Động từ các bạn sẽ có trở thành ở đây là một động từ, và các bạn sẽ có từ đã ở đây là một phó từ chỉ thời gian. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, một số những cái từ mà các bạn có thể là sử dụng để có thể kết hợp với các vị ngữ ở đây. Các bạn sẽ thấy này, chẳng bao lâu tôi đã trở thành, hoặc là các bạn sẽ sử dụng nhá, tôi chưa trở thành này, đã này, chưa này, tôi đang trở thành, tôi sắp trở thành một chàng gì thanh niên cường tráng rồi, đúng không? Vậy thì ngoài từ đã này ra, các bạn chú ý nhá, ở trong phần vị ngữ này, bên cạnh việc sử dụng từ đã này, thì các bạn sẽ có thêm một số những cái từ nữa, ví dụ như là đang, sắp, đúng không? Hoặc là lát nữa thì chúng ta sẽ cùng chú ý xem rằng chúng ta sẽ có thể kết hợp thêm những cái từ gì với thành phần vị ngữ nữa. Chúng ta sẽ cùng phân tích đến những cái ví dụ ở trong phần bài tập số 2, sách giáo khoa trang 92 và trang 93, để xem rằng là chúng ta sẽ cùng kết hợp với những cái từ gì ở trong phần vị ngữ nữa nhá. Chúng ta sẽ có này, ở trong phần này thì chúng ta việc đầu tiên để có thể là phân tích được ba câu này thì chúng ta sẽ cùng xác định các thành phần của câu đã nhé. Chúng ta sẽ có này, một buổi chiều. Đây là thành phần trạng ngữ rồi đúng không? Thành phần trạng ngữ này thì sẽ rất là dễ dàng để có thể nhận ra nó thôi. Tiếp theo, tôi, chủ ngữ. Và toàn bộ phần còn lại, ra đứng ở cửa hàng như mọi khi và xem hoàng hôn xuống, thì đây sẽ là thành phần vị ngữ này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì các bạn sẽ có câu sau nói về chợ Năm Căn, đó chính là chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Thì các bạn sẽ có chợ Năm Căn ở đây thì sẽ là chủ ngữ này, còn toàn bộ phần còn lại thì sẽ là phần vị ngữ. Tuy nhiên các bạn chú ý này, chúng ta sẽ có nằm sát bên bờ sông là cô sẽ đánh dấu là số 1, từ ồn ào cô sẽ đánh dấu là số 2, từ đông vui cô sẽ đánh dấu là số 3, và từ tấp nập thì cô sẽ đánh dấu là số 4. Các bạn chú ý nhé, đó chính là giữa những cái thành phần này thì đã được ngăn cách với nhau bởi một dấu phẩy rồi, và chúng ta sẽ coi đây sẽ là bốn thành phần vị ngữ của câu này. Câu này có một chủ ngữ là chợ Năm Căn thôi, tuy nhiên chúng ta sẽ thử xem rằng đây liệu rằng có phải là bốn vị ngữ ở trong câu không nhá. Chúng ta sẽ cùng chú ý này, đó là chợ Năm Căn, chúng ta đưa ra cái câu hỏi cho thành phần vị ngữ chợ Năm Căn như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi này một cách lần lượt, đó là chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, chợ Năm Căn ồn ào, chợ Năm Căn đông vui, hoặc là chợ Năm Căn tấp nập, đúng không? Các bạn có thể xác định được đây là bốn thành phần vị ngữ, và các bạn sẽ có vị ngữ 1, vị ngữ 2, vị ngữ 3 và vị ngữ 4 cho câu này. Được chưa nhỉ? Câu này sẽ bao gồm một thành phần chủ ngữ và bốn thành phần vị ngữ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhá, đó chính là cây tre. Là người bạn thân của nông dân Việt Nam, được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cây tre thì sẽ là chủ ngữ này. Là người bạn thân của nông dân Việt Nam, các bạn có câu đó chính là ai, là gì, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ có này, tre nứa trúc mai vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau, thì chúng ta sẽ có tre nứa mai vầu, đây sẽ là thành phần chủ ngữ này, và toàn bộ phần còn lại này sẽ là vị ngữ. À, vậy thì sau khi mà phân tích các ví dụ này, chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu hỏi của bài nhá, đó chính là vị ngữ thì có thể là một từ hay là một cụm từ. Các bạn sẽ thấy này, vị ngữ có thể là một cụm từ, ví dụ như là ra đứng cửa hàng như mọi khi, xem hoàng hôn xuống, thì đây sẽ là các cụm từ để tạo nên vị ngữ này. Hoặc là vị ngữ có thể cũng là một từ thôi, ví dụ như ồn ào, đông vui, tấp nập, thì đây chỉ là một từ thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái ý nhận xét về vị ngữ nhé. Thứ nhất đó chính là vị ngữ thì có thể là một từ hoặc là một cụm từ cũng được. Tiếp theo đó chính là nếu vị ngữ là từ thì từ đó thì phải thuộc từ loại nào. Như các bạn đã được học ở trong phần học kỳ 1 đấy, khi mà các bạn được học về động từ này, về tính từ này, thì các bạn sẽ thấy được rằng là thường thường ở trong câu thì động từ, tính từ, cụm động từ và cụm tính từ thì thường nằm ở vị trí là làm vị ngữ, đúng nhở? Còn nếu như mà là danh từ ấy, các bạn sẽ thấy này, nếu như danh từ
được trở thành thành phần vị ngữ thì trước cái danh từ của thành phần vị ngữ đó phải có từ là. Chúng ta hãy cùng chú ý đến cái câu đó chính là cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam nhé. Các bạn sẽ có này, bạn thân. Người bạn thân ở đây thì sẽ là danh từ đúng không? Thì các bạn sẽ thấy này, đứng trước danh từ này thì sẽ phải là từ là. Được chưa nhỉ? Ở trong phần kiến thức của sách giáo khoa học kỳ 1 đã đưa đến với các bạn những cái nội dung của phần danh từ, động từ, tính từ này thì cũng đã giống như là những nền tảng để chúng ta có thể phân tích được những phần này rồi. Các bạn sẽ thấy này, danh từ có thể làm thành phần vị ngữ được. Tuy nhiên, nếu như danh từ được sắp xếp để làm vị ngữ ở trong câu thì trước danh từ đó phải có từ là. Được chưa nhỉ? Cây tre là bạn thân. Thì ở đây người bạn thân là một danh từ thì rõ ràng từ là sẽ phải đứng trước cái danh từ đó. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý nhé, đó chính là vị ngữ ở trong câu có thể là danh từ, có thể là tính từ, đúng nhỉ? Đồng thời thì cũng có thể là động từ nữa. Đề bài hỏi các bạn rằng vị ngữ ở trong câu thì có thể thuộc từ loại nào? Các bạn có thể trả lời đó chính là danh từ, động từ, tính từ đều được. Tuy nhiên, nếu chủ ngữ trong câu là danh từ thì trước danh từ đó phải có từ là. Tiếp theo đó chính là các bạn có một cái ý hỏi. Nếu vị ngữ ở trong câu là cụm từ thì cụm từ đó thì sẽ là những cụm từ loại nào? Thì các bạn có thể dễ dàng đưa ra được câu trả lời thôi. Đó chính là chúng ta sẽ có cụm động từ hoặc là cụm tính từ ở trong phần này, đúng không? Cuối cùng thì các bạn hãy đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi, đó chính là trong một câu thì có thể có mấy vị ngữ? Có một hay là có nhiều vị ngữ? Các bạn sẽ thấy này, câu A này có một vị ngữ, câu C này có một vị ngữ, đúng không? Tuy nhiên câu B này thì lại có đến 4 vị ngữ cơ. Vì vậy nên các bạn có thể trả lời đó chính là ở trong câu thì nó có thể có một hay là có nhiều vị ngữ thì cũng đều được nhé. Cuối cùng đó chính là sau khi mà phân tích xong toàn bộ những cái nội dung của phần vị ngữ này thì chúng ta sẽ cùng đưa ra được một số những cái ý nhận xét mà như phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 93 thì cũng đã đưa đến với các bạn một cái phần tóm tắt khá là cơ bản rồi. Đó chính là vị ngữ thì sẽ là thành phần chính của câu này và nó có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ thời gian. Ví dụ như các phó từ chỉ thời gian cô đã chỉ cho các bạn ở phần này rồi. Tôi đã trở thành này, tôi đang trở thành, tôi sắp trở thành chẳng hạn. Thì đó sẽ là những cái phó từ chỉ thời gian có thể kết hợp với thành phần vị ngữ, đúng không? Đồng thời thì các bạn sẽ có này, đó chính là những cái câu trả lời mà chúng ta sẽ cùng chú ý. Vị ngữ trả lời cho những câu hỏi nào? Chúng ta sẽ có này, vị ngữ trả lời cho những cái câu hỏi ai là gì, ai làm gì, ai như thế nào, hoặc là ai làm sao, đúng nhờ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý rằng vị ngữ là một thành phần chính của câu này. Vị ngữ có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ thời gian này và nó trả lời cho các câu hỏi là gì, làm sao và như thế nào. Cuối cùng thì các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là vị ngữ thì có thể là động từ, tính từ, cụm động từ hoặc là cụm tính từ. Hoặc là các bạn hãy cùng chú ý, trường hợp mà vị ngữ là danh từ thì khá là ít thôi. Nếu như vị ngữ là danh từ hoặc là cụm danh từ thì nó phải có từ là đứng ở phía trước. Cuối cùng thì các bạn hãy cùng đưa ra tổng kết, đó chính là một câu thì có thể có một hoặc là có nhiều vị ngữ. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với nội dung sau khi mà tìm hiểu được các thành phần chính của câu này. Tìm hiểu được thành phần vị ngữ thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng phải đưa ra nội dung liên quan đến phần chủ ngữ nữa, đúng không? Chúng ta sẽ có phần ba la mã nhé. Chúng ta sẽ làm rõ nội dung của phần chủ ngữ. Trong phần chủ ngữ này thì chúng ta sẽ có cái yêu cầu ở trong sách giáo khoa trang 93, đó chính là chúng ta hãy cùng đọc lại những câu mà chúng ta đã vừa phân tích được ở trong phần 2 la mã và cho biết mối quan hệ của những cái sự vật, sự việc được nói đến và những cái hành động được nói đến ở trong câu. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta có 3 ví dụ ở đây, được chưa nhỉ? Chúng ta có 3 ví dụ này. Và đề bài yêu cầu chúng ta là hãy phân tích 3 ví dụ đó để có thể là làm rõ được chức năng, vị trí của chủ ngữ ở trong câu. Chúng ta sẽ có này. Trong câu văn đầu tiên thì chúng ta sẽ biết được rằng là ai là cái người mà có hành động ra đứng trước cửa hang để xem hoàng hôn xuống? Ai nhở? Chúng ta sẽ có từ tôi này thì đưa đến cho chúng ta nhân vật, đó chính là giấy mèn, đúng nhở? Và từ tôi này thì trả lời cho câu hỏi là ai? Thế
Thấy chưa nhở? Các bạn sẽ có này, một buổi chiều ai ra đứng ở trước cửa hàng và xem hoàng hôn xuống, đó chính là dì Mèn. Tiếp theo, dì Mèn ở đây thì các bạn sẽ thấy dì Mèn thì được đưa đến ở trong câu văn này với từ tôi, đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ có ở trong ví dụ thứ hai ở phần B, đó chính là các bạn sẽ có vật gì, sự vật gì nằm sát ở bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là chợ Nam Căn. Thì chợ Nam Căn này sẽ không phải là một cái thành phần mà trả lời cho câu hỏi ai nữa, mà nó sẽ trả lời cho câu hỏi là cái gì, đúng nhỉ? Cái gì hoặc là vật gì này. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cây tre ở đây. Thì cây tre cũng là một cái thành phần để trả lời cho câu hỏi là cái gì hoặc là vật gì, đúng nhờ? Vậy thì các bạn sẽ có này, thành phần chủ ngữ thì sẽ trả lời cho cái câu hỏi là ai, cái gì, vật gì được nhắc đến ở trong câu, hoặc là ai, cái gì, vật gì có những cái hành động trạng thái được miêu tả ở trong thành phần vị ngữ. Chúng ta sẽ có nhá, đó chính là cái mối quan hệ giữa thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ là gì. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì hoặc là vật gì. Còn vị ngữ thì trả lời cho những câu hỏi đó chính là làm gì, là gì, làm sao và như thế nào. Chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Thành phần chủ ngữ này thì trả lời cho các câu hỏi đó chính là ai, cái gì hoặc là con gì chẳng hạn, vật gì chẳng hạn, đúng không? Tiếp theo thì thành phần vị ngữ này, thành phần vị ngữ sẽ trả lời cho các câu hỏi ví dụ như là gì, làm gì, làm sao và như thế nào. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở phần chủ ngữ chúng ta sẽ có chủ thể của các hành động, của các tính chất. Còn ở phần vị ngữ thì chúng ta sẽ có các hành động, các tính chất được chỉ ra. Được chưa nhỉ? Các bạn sẽ có đó chính là ở trong các câu thì chúng ta đã cùng chỉ ra được thành phần chủ ngữ rồi. Các bạn sẽ thấy này, từ tôi là thành phần chủ ngữ này. Tiếp theo chúng ta có từ tôi là thành phần chủ ngữ, chợ Nam Căn là thành phần chủ ngữ. Thì đây là các câu mà có một chủ ngữ thôi, đúng nhờ? Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là che nứa mai vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. Thì câu này có một thành phần vị ngữ, nhưng chúng ta sẽ cùng chú ý đó chính là cô đã gạch chân cho các bạn bốn từ ở đây. Thì liệu rằng câu này có phải là câu mà có đến bốn thành phần chủ ngữ hay không? Các bạn hãy cùng suy nghĩ một chút nhé, để chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này. Bên cạnh việc trả lời cho các câu hỏi đó chính là chủ ngữ thì trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì, thì chúng ta sẽ cùng xác định xem rằng là cấu tạo của thành phần chủ ngữ thì sẽ như thế nào nhé. Các bạn chú ý giúp cô đó chính là cấu tạo. Chúng ta sẽ cùng chú ý đến cấu tạo của thành phần chủ ngữ. Đó là chúng ta sẽ thấy này, ở đây chúng ta sẽ có từ tôi, hoặc là bên này chúng ta có thêm từ tôi nữa. Thì đây sẽ là thành phần chủ ngữ mà cấu tạo của nó thì sẽ là một đại từ, đúng không? Chúng ta có một đại từ này, hoặc là các bạn có chợ Nam Căn, ở đây thì sẽ là một cụm danh từ, đúng không? Chúng ta có cụm danh từ. Hoặc là một số những cái từ ngữ khác, một số những thành phần chủ ngữ khác, ví dụ như là cây tre này, tre nứa mai vầu, thì đây đều là các danh từ, đúng không? Các bạn sẽ có thêm ở đây sẽ là các danh từ này. Như vậy là sau khi mà tìm hiểu xong phần thứ ba này, thành phần chủ ngữ này, thì các bạn cũng sẽ đưa ra được một số những cái ý kết luận cho thành phần chủ ngữ, đó chính là thành phần chủ ngữ ở trong câu thì sẽ là thành phần mà nêu lên tên của con vật, sự vật, hiện tượng hay là con người có hoạt động, có trạng thái, có tính chất được nhắc đến ở trong thành phần vị ngữ. Và đồng thời thì các bạn sẽ thấy này, thành phần chủ ngữ thì sẽ thường trả lời cho các câu hỏi đó chính là ai, cái gì, con gì, đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là thành phần chủ ngữ thì sẽ thường được cấu tạo bởi đại từ này, cụm danh từ này, hoặc là danh từ. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy ở trong một số những trường hợp, ở trong một số những câu
thì thành phần chủ ngữ có thể là động từ, có thể là tính từ. Tuy nhiên, cái khả năng mà những động từ, tính từ hay là cụm động từ, cụm tính từ làm chủ ngữ thì nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với danh từ và cụm danh từ nhé. Cuối cùng thì các bạn sẽ thấy này, cô đưa đến cho các bạn một câu trả lời của phần ví dụ số 3 này. Cô đã hỏi với các bạn rằng là trong câu thì có thể có một hay là có nhiều chủ ngữ. Thì các bạn sẽ cùng chú ý nhé, đó chính là trong câu có thể có một hoặc là có nhiều chủ ngữ cũng được. Tương tự như vị ngữ ấy, như vị ngữ thì chúng ta đã thấy ở ví dụ trên này, đó chính là trong câu này thì có đến 4 vị ngữ cơ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích câu dưới này để xem rằng liệu này câu này có một hay là có bốn vị, có bốn chủ ngữ nhá. Chúng ta sẽ có này, chúng ta thay lần lượt những cái chủ ngữ này để có thể ghép nó với thành phần vị ngữ. Ví dụ các bạn sẽ có này, che giúp người trăm nghìn công việc khác nhau, hoặc là nứa giúp người trăm nghìn công việc khác nhau, thì đây đều là những cách kết hợp phù hợp đúng nhỉ. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Và ngay lập tức thì chúng ta sẽ cùng xác định được trong câu này thì có 4 thành phần chủ ngữ đúng nhỉ. Và mỗi thành phần chủ ngữ thì được ngăn cách với nhau bởi một dấu phẩy như thế này. Giống như ở phần trên chúng ta thấy câu có 4 thành phần vị ngữ và cũng được ngăn cách với nhau bởi các dấu phẩy. Được chưa nhỉ? Như vậy là các bạn có thể xác định được rằng là trong câu thì có thể là có một hoặc là có nhiều chủ ngữ. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể là củng cố được những kiến thức liên quan đến chủ ngữ, đến vị ngữ, đến các thành phần chính ở trong câu được phân tách, được có cái sự phân biệt đối với các thành phần phụ ở trong câu ở trong phần 4 La Mã, đó chính là phần luyện tập nhé. Nội dung cuối cùng mà cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu ở trong bài ngày hôm nay khi mà chúng ta chú ý phân tích các thành phần chính ở trong câu, đó chính là phần cuối cùng luyện tập. Và trong phần luyện tập này thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến bài 1 sách giáo khoa trang 94 nhé. Ở trong bài tập 1 này thì chúng ta có một trích đoạn ở trong văn bản bài học đường đời đầu tiên. Thì đây là một văn bản đã rất quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Đặc biệt đó chính là khi mà đề bài yêu cầu các bạn đó chính là xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu ở trong đoạn văn. Thì câu đầu tiên chúng ta đã cùng phân tích ở trong phần 1 La Mã khi mà phân biệt thành phần chính với thành phần phụ ở trong câu rồi. Vì vậy nên là với câu văn chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng rể thanh niên cường tráng thì cô sẽ không phân tích lại với các bạn nữa nhé. Chúng ta sẽ cùng phân tích đến những câu tiếp theo ở trong bài. Ở trong đoạn văn này thì các câu văn đã được cô tách bạch 4 câu riêng biệt và ghi lên ở trên bảng này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích cấu trúc ngữ pháp của các câu văn này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ có đó chính là đôi càng tôi mẫm bóng, thì chúng ta sẽ có thể nhìn ra ngay được thành phần chủ ngữ và vị ngữ của câu đúng không? Cô sẽ gạch chân thành phần chủ ngữ, còn thành phần vị ngữ thì cô sẽ để trắng nhé. Chúng ta có chủ ngữ này và đây sẽ là vị ngữ này. Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thì nếu như chúng ta muốn tìm được thành phần chủ ngữ ở trong câu này thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một câu trả lời, đó chính là cái gì cứ cứng dần và nhọn hoắt, thì chúng ta sẽ có ngay đó chính là những cái vuốt ở chân ở khoeo đúng nhá. Đây sẽ là thành phần chủ ngữ và tiếp theo đây sẽ là vị ngữ này. Ở trong câu thứ ba này thì chúng ta thấy có một câu khá dài và rất là nhiều bạn bị sai, bị nhầm lẫn ở trong câu này, không biết đâu là thành phần chủ ngữ, đâu là thành phần vị ngữ, không xác định được đâu là thành phần chính, đâu là thành phần phụ trong câu. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý nhá, chúng ta đưa ra cái câu hỏi đó chính là ai là chủ thể của hành động ở trong câu này, ai được nhắc đến trong câu? Phải là tôi đúng nhỉ? Chúng ta sẽ có tôi sẽ là chủ ngữ này. Và vị ngữ là gì? Các bạn sẽ có câu hỏi tôi làm gì? Tôi sẽ co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Thì đây sẽ là thành phần vị ngữ. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là chúng ta có một cái vế dài rất là dài ở phần trước. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt. Thì ở đây các bạn sẽ có này. Thỉnh thoảng ở đây là một cái trạng ngữ chỉ thời gian đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ có muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt thì các bạn sẽ có đây sẽ là một cái thành phần trạng ngữ nữa nhé. Và thành phần trạng ngữ này thì đưa đến cho chúng ta cái nội dung đó chính là mục đích đúng nhỉ? Trạng ngữ chỉ mục đích. Cuối cùng thì các bạn sẽ có câu văn thứ tư, những ngọn cỏ gãy rạp y như cỏ nhát dao vừa lưa qua, thì chúng ta sẽ có những ngọn cỏ sẽ là thành phần chủ ngữ này. Và chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi cho phần vị ngữ nhé, đó chính là những ngọn cỏ như thế nào?
Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa đi qua, thì đây sẽ là thành phần vị ngữ này. Vị ngữ, được chưa nhờ? Vậy là chúng ta đã vừa phân tích, vừa chỉ ra được thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ của các câu này. Các bạn sẽ có này, thành phần chủ ngữ ở đây đôi càng tôi. Thành phần chủ ngữ ở đây thì sẽ là một cụm danh từ nhá. Cụm danh từ này, được chưa nhờ? Tiếp theo, các bạn sẽ có những cái mút ở chân, ở khoeo. Tiếp tục là một cụm danh từ nữa này. Cụm danh từ. Ở câu thứ 3, chúng ta có chủ ngữ ở đây là từ tôi. Thì đây là một đại từ này. Một đại từ. Cô sẽ viết rõ ràng từ đại từ ở đây để các bạn sẽ không bị nhầm lẫn với động từ nhé. Cuối cùng thì các bạn sẽ có những ngọn cỏ ở đây. Thì chủ ngữ ở đây sẽ là một cụm danh từ tiếp theo, đúng không? Chúng ta đã phân tích được cấu tạo của các chủ ngữ ở đây. Ngoài ra các bạn sẽ thấy này, ở đây thì đề bài còn yêu cầu các bạn đó chính là hãy cho biết rằng các vị ngữ ở đây thì có cấu tạo như thế nào. Ví dụ các bạn sẽ có mẫm bóng ở đây, vị ngữ ở đây thì sẽ là một tính từ, đúng nhờ? Tiếp theo đó chính là các bạn có cứ cứng dần và nhọn hoắt, thì ở đây cứng dần này, nhọn hoắt này, thì các bạn có ở đây chúng ta có hai cụm tính từ, đúng nhờ? Chúng ta có hai cụm tính từ này. Tiếp theo thì các bạn sẽ có ở phần vị ngữ câu thứ 3, đó chính là co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Thì rõ ràng chúng ta có hai cái hành động của nhân vật dế mèn ở đây, đó chính là co cẳng lên này, và hành động thứ hai đó chính là đạp phanh phách. Thì chúng ta sẽ có hai cụm tính từ, đúng nhờ? Chúng ta có hai cụm tính từ tạo nên vị ngữ ở trong câu thứ 3 này. Và với câu thứ 4 chúng ta sẽ có này, gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Thì từ gãy rạp ở đây sẽ là tính từ này. Và cái vế so sánh này, y như có nhát dao vừa lia qua, thì cái cụm từ này các bạn cũng có thêm được có nhát dao vừa lia qua. Các bạn sẽ có thêm được một hành động nữa, đó là một tính từ, đó là một động từ, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ có ở trong câu cuối chúng ta có vị ngữ vừa là tính từ và cũng là động từ nữa. Như vậy là sau khi mà phân tích xong bài tập đầu tiên thì các bạn sẽ thấy này, phần chủ ngữ ở trong các câu thì sẽ chủ yếu là các đại từ hoặc là danh từ hoặc là các cụm danh từ, đúng không? Còn thành phần vị ngữ thì sẽ thường thường là các động từ, cụm động từ, tính từ hoặc là cụm tính từ nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái bài tập số 2 ở trong sách giáo khoa, đó chính là các bạn cần phải đặt câu với những cái câu mang vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì, như thế nào hoặc là gì. Thì bài tập số 2 này cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể có được những cái mẫu câu hoặc là có được một cái sự hướng dẫn rất là chi tiết ở trong phần tài liệu đính kèm nhé. Hướng dẫn với các bạn đó chính là ở trong bài các thành phần chính của câu thì việc mà chúng ta cần phải làm, cái đề bài thường thấy ở trong phần dạng bài tập này, đó chính là các bạn xác định các thành phần ở trong câu, xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ ở trong câu thôi. Đặc biệt cô cần nhấn mạnh với các bạn đó chính là có những đề bài thì đưa ra cho các bạn khá là nhiều các vị ngữ, một câu có nhiều vị ngữ hoặc là một câu có nhiều chủ ngữ. Vì vậy nên là khi mà phân tích các thành phần của câu thì các bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi để các bạn sẽ xác định được đâu là thành phần chủ ngữ, đâu là thành phần vị ngữ một cách chính xác. Sau khi mà cùng củng cố lại được những kiến thức như vậy thì cô hy vọng rằng là khi mà gặp bất kỳ một bài tập nào liên quan đến các thành phần chính ở trong câu thì các bạn cũng sẽ đều giải quyết được một cách thành thạo và chắc chắn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học lần sau khi mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các kiểu câu nữ ở trong tiếng Việt, ví dụ như là câu trần thuật đơn và các dạng nhỏ của câu trần thuật đơn. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.